gần như được. là vô dụng trước Đúng một con rồi. DK. Với lượng máu hồi đến từ cái Dragon Blood. Hiện tại thì họ đang có thêm, thực sự là VC đang có rất nhiều những cái disable. Tức là để mà nói về là đánh nhau ganh nhỏ lẻ thì rất là dễ. AP lắp vai về tầm sau phút 20 có cho mình cái xác thì cũng có stun, Clockwake cũng có rất nhiều stun. Và DK thì có thêm một cái stun cứng nữa. Cái đấu này gần như là Drow chỉ việc dương cung lên bắn thôi, không phải làm gì cả. Còn về phần VP thì nhìn chung thì anh đang không được thích lắm. Vì làm sao? Bây giờ Buck cũng như là Earthshaker đều không phải là những cái con hero nó quá là cứng cáp. Bảo mà dơ mặt lên đằng trước có lẽ là chúng ta chỉ có Meidu thôi. Nhưng mà cái việc lấy một con tướng được chơi vị trí carry ra làm tanker luôn, kiêm luôn hai trọng trách thì có vẻ như là khá là mạo hiểm dành cho VP. Nhưng mà cứ để xem, đằng nào thì Meidu cũng tanh mà, đúng không? Meidu trâu. Cá nhân em thì không thích lắm con DK của Ori, biết rằng là anh chàng này thì tất nhiên trình độ vẫn còn nguyên, nhưng mà kiểu Ori thì cho đánh mấy con pro hơn tí nào, đánh con tanker DK mãi hơi chán một chút, chờ đợi một con Ember của Ori mình xem không sao cả, quan trọng nhất là chiến thắng để xem liệu rằng VC Gaming họ có cho mình chiến thắng cái đấu này không. Lap này khó chịu các bạn, VC Gaming đang sở hữu rất nhiều những cái stun. Và mình thích điều này. Trong khi về phần của VP thì chúng ta lại có hơi ít. Em ơi, chuyển cho anh sang cái layout có Đây logo rồi của anh nhà tài ơi. trợ. Tranh thủ thì cũng một lần nữa xin cảm ơn nhà tài trợ MSI cũng đã đồng hành cùng với cả 500 Rose Dota bọn mình trong kỳ TI lần này. Một nhà tài trợ mà có lẽ là cái thương hiệu quá đỡ là nổi tiếng với tất cả các bạn khán giả rồi. Bản thân mình cũng đang lựa chọn một số sản phẩm nguy hiểm. Tobi đang build máy đúng không? Đúng rồi, build máy đang đa phần cũng toàn là sản phẩm của MSI thôi. Riêng kia và thiếu thứ thì nói chung là mình sẽ lựa chọn một số cái thương hiệu khác. Tuy nhiên, về cơ bản những linh kiện điện máy tính thì mình lựa chọn MSI là thương hiệu mình tin tưởng nhất. Nếu mà bảo bây giờ anh chọn thì thường thì khi mà anh chọn main rồi là cây rồi là cạc thì anh muốn là kiểu nó chung một cái hãng Hãng, ấy. tại Ừ, vì thì nó trông sẽ hoạt động đúng với rồi, nhau tại chăm vì chỉ cũng như hơn. là nếu mà các bạn tìm hiểu kỹ thì mỗi hãng họ sẽ có một cái công nghệ riêng liên quan đến cái chế độ RGB là cái chế độ đèn. Thì bây giờ rõ ràng build PC là phải có RGB đẹp đúng không? Đấy, thì nếu mà các bạn build cây thì nên là build chung với nhau. Ví dụ như là bên của MSI chơi thì cũng là nên là cạc của MSI để có thể chung cái hiệu ứng đồng bộ ánh sáng Mystic Light. Đâu, thật ra thì em thì không khoái những cái bộ môn gọi là chơi sáng lắm, nhưng mà Chơi sáng à? thật ra thì có lẽ là MSI thì được cái là build chắc chắn, men và cái quan trọng nhất là không ngủ ngày qua. Thôi, chúng ta sẽ quay trở lại trận đấu. Đến một game đấu có lẽ là khá quan trọng dành cho VP, khi mà họ cần phải thắng cho mình ít nhất là trận này đã. Chính xác. Thắng được trận này tính sau. Vigor thì đang có một bài khá là an toàn, đánh xoay quanh một con Drow. Ở mid thì như mình đã nói các bạn ạ, Buck sẽ khó lòng có thể cản được cái chuyện farm của DK. Trông Ori bây giờ thì DK vừa lóc khéo, DK level 1 còn tăng. À không, lúc đầu phải tăng thổ lửa để ăn con tay dài cho dễ. Là chứ còn lúc đầu mà tăng 3 thì đúng là hèn quá. Tăng 3 thì đúng hèn. Và công nhận trông hai ông này úi block rồi. creep trông nó uy tín. Trông thầy Sơn block creep thì thôi. Hôm trước thì hình như Tobi là người cắt cái trận là thầy Sơn cầm hút win. Quên luôn. Cái game đấy thì tôi ngoài ngồi ở ngoài văn phòng 500 các bạn ạ, xong rồi tôi xem quả. Tức là lúc mà anh thấy Disa khi mà creep đang đẩy ra và Disa đi cùng creep ấy. Thầy Sơn còn gọi là chưa nhìn thấy Disa đâu cả mà tên lửa đã bay vào mặt rồi thì anh hiểu rồi. Hiểu rồi. Anh đã hiểu câu xong chuyện là trận đấy đan rồi. Đan dã man các bạn ạ. Bây giờ tôi chỉ đứng đấm con creep thôi thì sao? Vâng, GVK tầm này chắc là đánh gãy tay mất. Đối phương trông chả thấy mất máu gì cả. Top thì hai luôn này. Anh thì nghĩ rằng là cái bụi hào hùng ở Dark Willow cũng khá là hay trong cái đấu này. Tại vì sao? Chúng ta thấy những cái con hero mà có thể là cái việc đi vào những cái bụi hồng nó sẽ làm cho cái combo của nó bị khó. Magnus, DK cũng như là Clockwork đều là những cái con mà phải sâu vào. Thì cái bụi hồng vô hình chung cũng là một cái rào chắn đúng không? Một Dark Willow trận đấu này cũng được dành cho VP. Ở cái TI này thực sự là một con bài quá nguy hiểm. Thực sự trở lại Magnus được meta bây giờ nó là một cái khiến cho Dota trở nên đẹp mắt hơn rất là nhiều. Cái game của T1 và MSI đó. Đó. T1 thắng một phần cũng nhờ Magnus chứ còn gì nữa. Mặc dù là cu định đúng là có mấy pha đánh trong nhà kia thật. Hơi quê tí. Hơi quê. Có mấy
quả gọi là Blink vào ủn điếc các thứ nhưng mà hơi trượt. Đằng trước thì thật ra thì dai với cả Vết Biên thì cũng có pha đẩy ai mà chả thế quần. Ai thì cũng có lúc sai thôi, người chứ không phải là máy móc đâu đúng không? Mấy ông LGD thì cũng không phải là AI để mà dụng ca nào sử dụng chuẩn. Đây là lại stun lại vì gầy không thể nào đi ra run được, cứ bị anh chàng Ori đấm vào thôi. Cũng là kinh nghiệm thì nó vẫn làm cái gì đó rất đáng quý tại TI. Ori cũng là một người thừa kinh nghiệm tại TI rồi. Ori có thể không phải là player đã từng có mặt ở 9 kỳ TI vừa rồi, nhưng mà anh nghĩ là cũng phải đâu đó chắc là tầm 5-6 nếu mà tính về mặt kê. Ừ, 5-6 là đủ rồi. Còn hơn bây giờ gặp hai thôi là đã là nhiều lắm rồi. Gọi là player trẻ bảo em chưa đi TI bao giờ, các anh dắt em đi theo với. Thôi sao. Đây mấy ông trẻ con VP ở đây. Đúng rồi, VP thì nếu mà nói về đội này thì rõ ràng rồi các bạn, đây là một đội hình hoàn toàn mới. Chính xác thì trước đây thì họ có một cái tên khác, hồi đấy tên là VP gì đâu đó nhỉ, anh như nhớ VP răng hay là VP gì đấy. Prodigy. À, VP Prodigy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Trước đó thì họ là một đội hình phụ của VP, xong cuối hình cuối cùng thì họ được đưa lên làm đội hình chính luôn khi mà đội hình chính đi ba. Chán. Mấy ông là bố đã lắm. Prodigy đúng rồi anh em ạ, Prodigy. Mấy ông ngang ngố thì bị một cái bệnh là từ ngày xưa rồi, là ông nào cứ đang đánh off hay đòi làm co. Chắc là trừ mỗi Nai Vasa ra nhỉ, mỗi Nai Vasa là yên ổn với vị trí offline. Xong rồi tự nhiên kêu Ramzy đấy, đấy đang đánh carry ổn rồi. Thực sự có một cái đợt mà anh cảm giác là xem Ramzy đánh carry là sáng tạo ra meta luôn, nhưng mà từ hồi Ramzy bắt đầu cứ đòi chơi vị trí này vị trí kia là chán hẳn. Thôi luôn đấy. Kiểu người ta giỏi chỉ cần giỏi một nghề thôi. Đẻ ra ở đâu, chết ở đấy đi. Chắc không, cứ cố gắng là bảo rồi. Vâng, cái game đấu này thì đang khá giống với những cái gì mà mình cảm nhận. Đó là VP là một đội hình đánh chậm. Trên này thì em đã là phải bỏ mạng rồi. Tranh chấp với cả Drow cùng với cả Clock không phải là ý tưởng của mình, đặc biệt khi bạn làm con Berserker. Berserker thì độ an toàn là bằng không rồi. chưa hiểu là con hero này thì có gì để có thể bỏ chạy được khỏi bộ đôi kia. Berserker lúc đầu đi off mà carry đối phương là Drow là em chả có một tí harass gì vào người đối phương luôn. Sao bây giờ chạm được vào người đó nó khó rồi. Đánh được vào người đó một cái thôi thì chắc là nó phải bắn cho đến 3 turn vào đầu rồi. Đấy, các bạn có thấy được, gần như là Polozo có bao giờ mất máu đâu. Thế thì đây là một cái lên siêu dễ, thực sự. Cái việc làm cho đối phương mất máu vô hình chung sẽ làm cho đối phương e ngại, không dám trèo lên farm quá cao. Còn lúc nào máu cũng đầy thì làm sao mà phải sợ. Đúng. Và hiện tại thì PC Gaming đang làm tương đối ổn. Mặc dù là VP thì có một con Medusa xếp về tầm late game đấy. Mình chưa biết thế nào các bạn ạ. Trông phải lên mít à. Với hai điểm máu rồng thì chán. Ori làm bố chán luôn. À, trong tay của GPK là chán. Chúng ta UI dí một chút mà có lẽ là cũng hơi khó để có thể kết thúc một clock này. Cố gắng chặn đường ấy các bạn. Cách thế làm gì cũng đủ đam đâu. Ở đây rồi, có đam. Rất cố. Có đam. Nhưng mà cứ đứng từ xa bắn thôi. Anh chàng này còn stick. Nào, tôi nghe tiếng đẩy off cái từ Bắc, nhưng mà rõ ràng anh ta không thể đẩy lên đây. Và trông kìa, mất rất nhiều thời gian. Drow thì free farm. Trời ơi. Năm lâu thì đồng ý, một hero có khả năng harass bằng tay khá mạnh khi mà cái animation cực kỳ tốt. Nhưng mà chả để làm gì cả, khi họ không giết được carry. GPK mid thì đã có cho mình 2 null rồi. Nó sẽ một đôi giày và có lẽ sẽ là Big Blade để bổ sung thêm cái lượng sát thương. Vẫn là về kịp tới từ Snapfire, hợp lý rồi. Khó quá thì bỏ qua. Đồ nào bắn khỏe các bạn ạ, tại vì đồng ý là Medusa trâu. Nhưng mà đồ nào lại bắn xuyên cái lượng giáp trắng của Medusa. Và Medusa thì lại là một hero mà ít khi lên giáp xanh. Bảo Medusa lên giáp xương. Medusa lên Asura. Thôi. Bỏ một item chả có tí start nào. Chính xác. Cộng thêm tốc đánh với giáp. Thường thì Medusa sẽ ưu tiên mấy item mà cộng vừa cộng agi vừa cộng
Intel vừa cộng sở trang đấy. Nên nào mà đến tầm này mà vẫn còn bảo là để thua tàu các thứ thì thật sự thì nói gì đến TI này, để nói về sức mạnh thì chỉ khu vực CN là quá mạnh luôn. Chứ trước giờ thì khu vực Trung Quốc vẫn là một trong những khu vực mà gần như là chỉ là một nước thôi đúng không? Đúng. Nhưng mà nó được đánh giá là một khu vực thì các bạn hiểu đấy. Dota ở tàu là online game. Công thức của họ thì các bạn biết rồi. Mạnh thì là 5 Trung Quốc. Vô địch thì là 4 Trung Quốc cộng 1 Malay. Còn ở đây thì Dreamcoin 2 người trong round bán từ rất xa, có người break coin, đó là vì chữ DY thì ngay lập tức là nằm xuống rồi. Thì cũng chỉ là một support số 5 thôi. Đổi lại thì ở mid, Ori vẫn đang liên tục gây áp lực vào trong trụ. Không có vẻ gì anh ta muốn gọi là làm việc khác cả. Bắt ở đây thì làm gì? Né được stun. Hơi vội nhỉ? Là biết rằng là Park thì có cái face hit rồi thì không nên stun như thế. Bắn thương một nhịp đi nhỉ? Bắn thương một nhịp là cũng câu được cái face hit rồi mà. Hơi vội đến từ OD. Không sao, anh nghĩ là pha đấy kể cả có stun được chứ. Đây, bây giờ stun đi. Là OD thì nên lùi về. Có đông người phương ở đây rồi, là chung farm đi. Cái stun này cũng là một trong những cái nấc nhỏ dành cho DK. Khi mà từng có thời điểm là em chỉ cần đứng cách đúng cái khoảng range như thế, bấm một phát đối phương bị stun luôn. Nhưng mà nó đã chuyển thành một cái object và nó sẽ bay trong không khí. Tốc độ thì với việc là khoảng cách thì nó cũng ngắn đấy. Nên mặc dù là tốc độ bay chậm nên là nếu mà các bạn không phản ứng kịp thì các bạn sẽ ăn stun thôi. Ngày xưa đi con này chỉ cần cách một tí là stun rồi. Rồi thì bây giờ nớp thành một cái bay bay cũng được cho đi cây này yếu đi. Radiant's middle tower is under attack. Sạch quá. Và Deadwood nha anh em nhé. Vâng, chúng ta có thể thấy là Radiant's bottom tower is being subjected to extra damage. Đang đánh rất chắc đi. Nhìn cách hai team kiểm soát, hãy để ý vào những cái tiểu tiết đi, đừng nhìn vào cái cục chung, bởi vì rõ ràng là cách di chuyển của họ. Làm sao để họ né được, làm sao để họ có thể có được lượng băng cực nhất. Đấy là cái quan trọng. Chứ còn Dota không nhất thiết là cứ phải đánh nhau ầm ầm. Như Bitcoin thích đánh nhau ầm ầm và sau đó thì cuối cùng vẫn thua, đúng không? Nếu mà đánh nhau ầm ầm mà không có mục đích thì người ta gọi là mất não đấy. Đây thì Kingslayer bị dí. Cũng nói với tôi là solo kill cần có một pha thổi lửa. Vẫn đang dí. Đây rồi, đã bảo cần có thổi lửa. Té thôi. Mình là co, ông kia là sắp. Phải có thổi lửa. Mình két, nó không được nói gì hết. Và BC Gaming, họ đang đánh rất tốt cơ bạn ạ. Ép dần đều. Và như mình đã phân tích về cái matchup Drow và Medusa, Drow không hề kè. Ông có trâu đến mấy thì tôi cũng bắn được. Micro là gì không? Macro là gì? Micro là điều khiển các unit. Khi có nhiều unit, macro là điều khiển trận đấu, cách di chuyển, kiểm soát thế trận. Và đấy là những gì mà DY cùng những người đồng đội bên phía DC đang làm. Phải coi một con sắt đâm là tiêu lắm đấy. Thực sự buộc phải coi thôi. Tôi thì cũng được 109. Nhưng mà phải coi một con sắt đâm là tiêu lắm các bạn. Bây giờ mất coi rồi thì đỡ đau cứ farm thôi. Cái việc của người chơi support đó là làm sao để cho đối phương tập trung vào mình và bỏ qua cái việc gank carry. Nhưng hiện tại thì căn biệt VP anh thấy đã thực hiện một cú smoke và họ đang di chuyển chỉ khoảng đâu đó rồi sao ở đây Medusa. Ôi may quá có global silence. Một đứa nào đang lành ít chữ nhiều, đứa nào sắp đi rồi, tôi nghĩ là như vậy. Đây, sao dí vào vị trí của Yoyo có eco. Yoyo chắc chắn phải chết thôi, nhưng giờ thì sao, sếp đã phải bỏ mạng lại rồi. Và stun là trượt. Wow. Wow, Eleven vẫn đang nhà. Không, quả đấy đúng là lên nhà, tại vì nhỡ đâu và AP trượt thì nhà quê. Một con tắc thì tốt nhất là không AP hơn. Đúng nó mà không đứng yên thì tốt nhất là không AP. Chỉ có bảo mình là nối AP trên stun một cái gì đấy thì ok, chứ đừng có bắt tôi AP một con tắc sớm. Khó lắm. Điên thì phải đi AP một tắc thôi. Bên iPhone vừa rồi thì né được một pha gank. Nhờ bản thân châu bò là một. Cái thứ hai là nhờ cái Clue Silent. Nhá rồi các bạn ơi, tầm này cái AP nó quan trọng lắm. AP đâu anh em? Anh em nên nhìn cái có một cái để các bạn có thể nhìn thấy skill là còn hay không, đó là các bạn nhìn vào cái icon hero ở phía bên trên đấy thì đúng. Các bạn sẽ thấy có một cái chấm xanh.
Nếu mà còn cái chấm xanh đấy là chưa AP. Bọn mình cát thì cũng thế mà, chứ bọn mình có check mark đâu. Bọn mình chỉ cần nhìn cái bảng đấy là xong. Must I repeat myself? Có smoke tới từ 3 người bên phía đội hình của TC Gaming. AP vẫn đang sẵn sàng. Lại dive. Tôi nghe tiếng hút shot. Và nó là ở đằng sau. Nó tới từ vị trí của con W lâu này rồi. Đang dí bét lầm vào. Nhưng mà có một stun của DK. Không có cửa nào cho sếp để có thể ăn được cả. Rồi cái lưu chất đo này mắc điểm các bạn ạ. Sấy rất thốn. Có vẻ người Trung Quốc đang tận dụng rất là tuyệt vời con snap sắp 5, à chính xác là sắp 4 rồi. Anh cảm giác hôm nay WePad đớ đớ nhỉ? Nhầm à? Nhầm rồi. Trời ơi, bảo sao WePad đớ thế? Cứ trông cứ đần đần thế nào? WePad Pro, người ta gọi là quay cam của TI. Không biết bao nhiêu mùa TI rồi. Thế ông này đớ đớ, hóa ra là không phải WePad ạ, có play ạ. Ra xa, chắc có lẽ là đang lên xong kiếm chéo. Khi mà như anh đã nói là lineup của PC Gaming họ có rất là nhiều disable. Và Medusa hiện tại đang là người tanker coi như là semi đi. Dạ. Nên là ít nhiều là Medusa dính những cái skill đến từ team địch. Thì nên lên cho mình một xong kiếm chéo để giảm bớt cái thời gian bị sơ tan. Nên là như vậy. Có người anh em chia sẻ là theo ông anh chọn PC Gaming cho sự lựa chọn chiến thắng tổng nhưng lại không hiểu về Dota thì thật ra thì mình chia sẻ thật với bạn, nếu mà muốn chơi tựa game gọi là dự đoán trúng thưởng ở bộ môn này thì không tin ông anh, thằng bạn, ông em hay là bất kỳ một chuyên gia nào cả, kể cả chúng tôi thì các bạn cũng đừng tin. Đấy, còn ở đây thì sao? Bớ vào người của ES và một đời. Thực ra chỉ là chọn trái phải thôi mà. Rồi, 50-50 thôi mà, ai là người chọn tốt hơn thì người thắng. Ở đây thì DM Eco không có ý nghĩa gì cả. Có lẽ là cú Eco đấy là không cần thiết, tại vì sao? DM đã có blink. Đúng. Anh cứ giả sử là DM đang không có blink đi, thì cú Eco đấy được. Chứ còn có blink rồi, bây giờ rõ ràng khi mà em không có Eco, cái việc đi gành em rất khó. Chính xác. Riêng cái chuyện là blink vào để stun đối phương thôi đã bị chậm rồi. Một nên cái là... Eco để dứt điểm carry chính của đối phương là một thứ quá quan trọng. Nên là luôn. Đó là lý do vì sao mà vừa rồi Pozozo quyết định là tiếp luôn. Tại vì thấy là đối phương mất Eco mình phạm tiếp. Ôi giời, tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá, được quá, cả đời đợi mỗi cái đoạn này. Vâng, đang ngồi lo là nhỡ đâu mình đang farm thì nó vào Eco trong phát thì thấy ông Eco rồi. Sướng thế. Ô. Ô, đẩy được Medusa về này, Stone Gay và Global Silence luôn. Đây, bây giờ mà có Eco đi thì có phải là tuyệt vời không? Nhưng mà không có Eco. Mà bây giờ thì thôi, Sapphire bắt đầu ulti ra. Có coi đằng sau dí một người Poyoyo. Nhưng mà vấn đề thì DM vẫn chưa chết. Poyoyo bị dí, Poyoyo chết rồi. Oliver cũng bị dí theo. Và giờ thì AP 2 người. Nhưng Dam ở đâu đây? Đây rồi, Dam tấn Scatter Blast. Họ kết thúc đi được vị trí của anh chàng sếp cũng như DM. 2 đổi 2. Nhưng mà phần thiệt là thuộc về bên phía của VC Gaming. Họ mất đi carry chính. Rất là tiếc là kết thúc cái con E này hơi muộn màng một chút. Nếu không thì có thể đôi khi họ đã lấy được cả mạng của anh chàng Park. Nào, 7 năm dành cho VC Gaming. Một tình huống mà mình nghĩ là VP đã xử lý tốt khi mà họ không để cho con Drow có khoảng thở. Ngay lập tức là dồn đam luôn. Tầm này định lượng sát thương đến từ Park vẫn là đủ. Bên này có Whistled, cố gắng tí anh chàng UI. UI sẽ chết rồi, cố gắng hút shot đi. Và với fashion như thế này thì lại là một cái mạng để nó chống grip rồi. Rất đáng tiếc. Một mạng điêu trồ à? Nét không chơi nhiều đâu, đúng không? Chính xác. Thấy rằng là... farm đều đến từ cả hai team. Thực ra thì anh nghĩ là cái kèo Medu và Drow thì nhìn chung là Drow để bắn Medu, nếu mà bắn từ lúc mà đầy cây đến lúc chết nó phải lâu, phải tầm mười mấy hit. Đấy là nếu mà Drow khỏe. Còn nếu mà đồ cân nhau thì chưa chắc các bạn. Quan trọng là pha bi của Oliver trận đấu này nó sẽ cần có sự chuẩn xác. Nó cần sự chuẩn xác thôi. Vào trúng vị trí của Medusa thì Drow sẽ là người có rất nhiều lợi thế. Hơn nữa là Drow với việc là có một con mắc nước búp thì lượng đam đầu ra nó cũng là tương đối lớn trong đấu này, lớn hơn bình thường. Đang dồn ngó nhau lại là S bớ vào dí vào bên trong, đó là cái cóc này
và không có cái kết nào vui vẻ cả. Trời ơi, Undertaker gặp Clockwork nó là thảm họa. Và tay cứ đang giơ lên trời thì lại hạ tay xuống. Con Medu dâu đấy, nhưng mà liệu có đủ không? Game đấu này nó khác so với cả game đấu của team T1 và team LGD. Mặc dù đều là một con Medu nhưng mà cái đối thủ đối đầu với nó lại là khác. Đấu nào khác với TB? TB thì các bạn chỉ là lấy cái lượng sát tương tay để trừ đi thôi, trong khi đấu nào là có thể bắn xuyên giáp luôn, rất thốn. Nếu mà xét về khả năng deal damage từ xa, đặc biệt là khi mà đấu nào được free hit, thì anh nghĩ là nó cũng phải gấp khoảng tầm 1,5 đến 1,8 lần so với TB. Đặc biệt là khi mà bắn vào những con tướng Agi, tức là những con tướng mà không có lượng giáp trắng, chỉ có lượng giáp xanh thôi. Agi mà lại có lên giáp trắng thì chắc là có một số. PA, PA là hay lên AC. Agi lên giáp xanh nha, sợ giáp trắng. Bình tĩnh, mới có, bây giờ mới có 8 giờ thôi. Anh em mình vẫn còn 2 MOBA nữa. 2 MOBA nữa, chưa được lú, chưa được lú, chưa được lú. Chưa đến giờ. Hơi lù tí các anh em ạ. Cắn bàn thì... anh em biết rồi đấy, ngày hôm nay là ngày nặng nhất mà. Oh, lại một lần nữa thì mấy ông sắp đâm đánh sợ thật sự đấy. Ôi xong rồi, Eco ra mà DM vẫn sẽ chết ở đây thôi. Đó là cái lượng đam tới từ một con Rao, và Rao một lần nữa lại bị dí vào bởi Buck. Giờ thì solo đam tay, Buck sẽ hơi khó. Nhưng vấn đề là có thêm sự ứng dụng của Nifon thì là đủ rồi. Nifon TP ngay ra trước mặt Pojojo và Oliver đằng sau cũng chết luôn. Các thành viên của VC Gaming đang bị chia cách đội hình một cách có thể nói là khá dễ dàng. Anh thấy có một vấn đề, đó là khi mà Glock hook vào thì chúng ta chỉ có duy nhất cái ultimate của Salvai là có thể follow tốt thôi. Đúng. Nói thật thì Magnus làm gì có đam đâu. Magnus không có đam, Drown tầm này bắn chưa giác lắm. Anh ta có thể dồn đam từ xa mà Moody Shot là chính. Nhưng còn sau đó thì rất là khó tiếp cận được để bắn thêm. Và khi mà anh ta còn chưa có BKB thì chỉ cần bắt dí được là chết. Edward đang bị tụt lại từ cái Drown sau khi anh ta để chết 3 mạng liên tiếp. Rất căng. Net thì chỉ sinh 1k, 2k không đáng kể. Trở lại mà lúc trượt tới DY là sẽ chết rồi. Vẫn cố gắng bỏ chạy. Ô, nhưng mà có xe tàu, nó không đánh nốt một hit. Ôi, DY ơi, đèn thật đấy. Còn Oliver bị dí ở đây. Cũng chết nhở. Vâng, một con mắc nốt các bạn ạ. Anh ta vẫn chưa hoàn thành xong cho mình cái JGG nên không thể nào mà tự giải được những cái hiệu ứng khó chịu. Nếu mà có JGG rồi thì búp lên phát là mất ngay Arcade Code. Chưa được nhá, JVP vẫn đang đánh rất tốt. Thật sự 204 các bạn ạ. Không khác gì một game đấu bắp cả. Smoke đến từ VP. Smoke 3 người, JVP vẫn đang làm chủ được trận đấu này. Ý nhất anh ta vẫn đang là đầu tàu bên phía đội hình của VP để giúp cho Medusa có được những cái mạng ở mắc nốt ở mid. Mắc nốt không có gì để chạy. Ui, Ori. Ori có BKB. Ui, này rất nhanh. Ui, nhanh thật đấy. Hút chót vào giữ chân được một người này. King Slayer là cái tên. Và giờ thì sao? Bỏ luôn à? Dí vào nhưng mà không muốn vào đến từ Ori. Biết rằng có nhiều thứ đang đợi trên high ground. Lựa chọn thông minh. Bây giờ thì giao lên đẩy về, đó là đủ rồi. Có cả Mortimer Kiss ra và giờ thì nó êm vào vị trí của con ES. Và ES sẽ chết trong tình huống này. Bị bơn chết bởi cái lượng đam tới từ Mortimer Kiss. Và ngay lập tức thì hai người lên bảng điểm số đến từ bên phía của VP. Vâng, trận đấu đó bắt đầu là cuồng nhiệt hơn rồi. Rồi bắt đầu cảm thấy là cái không khí nó nóng dần lên. Park pha vừa rồi thì anh ta thấy rằng là rất khó, thực sự rất khó để đánh. Đối phương thì là một con DK có BKB. Một tầm này thì Park chưa đủ sát thương. Anh ta đang cố gắng hoàn thành thêm cho mình một cái Kaza để có thêm setup phép. Cũng như là với việc là ghép vào Sange thì Park sẽ trâu chó hơn. Nếu mà có dính stun của DK thì không quá lâu. Mà công nhận là pha vừa rồi thì anh chàng DK của Ori bởi lĩnh về nhanh tay thật. Thế lúc kiểu xíu thôi. Park đấy hơi lộ, Park đứng ở chỗ đấy là hơi lộ. Tiếp tục smoke đến từ VP. Họ rất là muốn tận dụng Global Silence. Global Silence muốn di chuyển nhanh và bây giờ thì sao đây? Ôi rồi ôi. Và bây giờ thì sao? Chủ động có decoy.
có cho mình đó là Glow Silent. Silent. Hơi muộn. Vấn đề là hơi muộn mất rồi. Giờ thì họ chỉ kết thúc được một mạng duy nhất mà thôi. Không sao, không sao, không sao. Nhưng mà anh nghĩ là cái Glow Silent đấy nên sớm một tí. Đúng. Tại vì nó sẽ cản cho cái con Sapphire có thể sử dụng bánh quy để cứu. Vâng, DM đang có một trận đấu không tốt với con bài S của mình. Ui. Ở đây thì sao đây, sao này con này lại đi một mình? Sao con này lại đi một mình? Nhưng đây rồi, có backup. Tự tin, tự tin, tự tin. Tự tin là có đồng đội backup được. Vấn đề là đằng sau thì sao đây? Ui, chưa có BKB. Không ai cứu được cô Yoyo trong này nếu anh ta không có BKB. Ôi rồi. BKB không có các bạn ạ. Và PC Gaming họ mất cho mình đó là 4 mạng liền. Rất tệ hại. Tôi hiểu lý do mà tại sao Nightfall lại đẩy lên cao. Bởi vì nếu mà anh ta không đẩy lên cao và câu kéo cái sự chú ý của đối phương thì Park hơi khó đánh. Bây giờ mà bảo một Park chân yếu tay mềm, BKB thì chưa có. Blink vào ăn một stun DK chết luôn. Không được. Drow không có đất để chơi game trận đấu này. Drow cần phải hoàn thành BKB đã các bạn ạ. Anh ta cần phải có BKB đã. Nếu mà anh ta không có BKB thì rất khó để lại sống sót trước cái coin. Nào, cái BKB đã cầm ra chưa? Con gà chết. Vâng, có vẻ như là con gà chính là thứ cầm recipe. Khi mà netcode của Drow hiện tại là 11k. Tính chuẩn thì có lẽ là bao gồm cả recipe rồi. Nhưng mà recipe thì lại bị deny mất bởi con gà. Và 2 phút nữa con gà mới hồi sinh. Wow, Ori lao vào stun luôn. Có mắc nớt ở đây nữa. Thì chịu, thì chịu. Bedlam về thì thôi. Đúng. Ôi, lên vật này vẫn chuẩn. Cảm giác 11 già vẫn làm cái gì đó. Già 11. Chưa biết thế nào nhá, vẫn cân thôi các bạn ạ. Là một đánh căng nha. Drow phải chờ thêm phút nữa. Một phút nữa. Anh đã có BKB rồi, nhưng mà phải chờ con gà hồi sinh. Vẫn là con gà hồi sinh tính tiếp. Mình thì cũng mong muốn là nếu mà game đấu này, kể cả nếu mà VP có thua hay không ấy, phải thua cho có danh dự, đúng không? Đúng. Mang tiếng là top 1 CIS. Xong thua 2 trắng ở trên đánh thắng. Chán đời. Ủa, xong tí nữa xuống gặp cái đội gì tên chữ E thua vừa. Có gì đâu. Nhanh mà anh. Chuyện này anh em mình trải nghiệm rồi. Ở sinh cầu đang lên BKB á. Đi trả BKB bên xúc kia à? Thì nhiều stun mà. Nhiều stun quá. Anh ta nghĩ rằng là nếu mà Blink vào mà không có BKB là sẽ không thể nào mà thực hiện đủ cái combo được. Chắc là chỉ echo được thôi. Nên là lên BKB cho nó chắc cú. Bắc thì cứ đẩy lên thôi. Blink ra. Lại đẩy off vào. Coi cho nó trêu tí. Và Bắc đang ra mid các bạn ạ. Họ biết rằng là tạm thời thì sẽ là có 2 người đứng dưới bot. Và mid sẽ thiếu người trong vòng tầm 5 đến 10 giây. Thì họ có thể tranh thủ là đập cái trụ này một vài phát. Không có coi muốn đánh. Không có coi nhưng tự tin. Medusa di chuyển kiểu là AP tôi đi. Sơ tan tôi đi. Xin chết đấy. Hãy cắt tất cả những cái skill mà các bạn có. Ui. Anh không nghĩ là cái Butterfly này hay nhá. Tại vì Drow khi mà bắn xuyên giáp cũng bắn xuyên cả Envision. Đúng rồi, những hit đó là những hit. Và rõ ràng là cái việc mà các bạn lên một cái Butterfly nó không hay bằng các bạn lên ai. Tại vì rằng khi mà các bạn lên ai các bạn bắn ngược vào con Drow, ít nhiều con Drow bị slow. Chứ còn nếu mà các bạn cầm Butterfly các bạn bắn Drow, Drow không hề bị slow, anh ta vẫn chạy bình thường. Đúng, ở đây sao đây có một cái Illusion. Ui. Nhìn tụt đam kìa. Wow. Vâng, chỉ lực lượng sát thương phép từ xa thôi, có Fisher. Có một lần đánh tay đến từ cái Shadow Rim của con Dark Willow. Và đó là AP đôi. Và AP đôi đẩy về được. Nhưng không, đây chỉ là AP1 thôi. AP1 đã kịp dựng phase ship rồi. Vâng, hay là cái Glow sai lần được cắt ra. Bắc lại tràn lên. Shot vào trên đây rồi. Medusa, anh ta thoải mái bắn quá. Không có BKB. Không có BKB, tới BKB thôi nữa. Xong rồi. Và giờ thì là no hope rồi. Nhưng bây giờ đẩy được đẩy được vào tận trong chút 3. Và bây giờ cô Yoyo vẫn BKB lên đẩy cái con Medusa này ra. Medusa đứng 1m3. Đứng gần là không bắn xuyên rồi. Đứng xa ra một tí. Và bây giờ thì cô Yoyo hết BKB. Hai người. Hết BKB. Tất cả thì ta làm được hết BKB rồi. Trận đấu này VP chắc chắn sẽ thắng. Tôi không tin là trận đấu này VP có thể thua được. Nhưng mà cứ bình tĩnh em thơ ơi. Bình tĩnh. Căn bản là càng đánh thì chúng ta càng thấy là con Medusa nó càng không có đối thủ. Đúng rồi. Lúc đó thì Drow đứng khá gần Medusa các bạn ạ. Và cái phạm vi để disable cái skill này nó là tương đối cao đấy. 400 range. Và cái khoảng cách đấy mình thấy là khá gần. Trận đấu này tôi nghĩ anh ta không được phép chọn vị trí. Bởi vì làm gì có vị trí mà chọn. Đối phương ở đằng trước, đối phương ở đằng sau.
muốn đánh Medusa thì lại phải đẩy Medusa chính, về. Chính ra là khi mà Magnus đẩy Medusa về là cũng nên đẩy gọi là một cái khoảng tránh cái con Drow ra một tí. Đúng rồi, đừng có đẩy được gần Drow quá. Đúng gần Drow là Drow mất ulti, bắn không thấm luôn. Đã thấy con gì Medusa bắn. Nào tạm thời thì VP đang dẫn cho mình đó là 5k. Cái quan trọng là cái trận đấu giống như cái trận đấu LGD với cả T1. Đúng. Đó là con Medusa nó đã khỏe đến cái mức mà không cản lại được nữa rồi. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy là Network Drow, như mình đã nói, bằng đồ thì Drow chơi được. Nhưng mà đây là một con Medusa hơn đến hơn một đồ to. Đúng. Hơn một đồ to. 6.000 Network là gần 2 đồ rồi. Và quyết định là cả Butterfly, cả ai. Ok. Nào, bây giờ chúng ta đã có một khả năng bắn slow xuyên BKB. Và thực sự nó rất là khó. Rất là khó để cho Drow có thể chơi. Ô, Medusa xanh quá. Medusa không buyback nhá. Và tầm này thì thực sự vẫn chưa phải là quá khỏe đâu. Nếu mà bị cô lập, anh ta vẫn có thể chết. Nhưng rõ ràng là các thành viên Paladin sửa quất ạ. Ủa, sẽ phải thấy được Dark Willow. Ăn thua luôn rồi. Không, Magnus đang đến. Bây giờ thì có ulti để đó là con Tamer Kiss. Hai ulti để giết một con sắp. Hai ulti để giết một con Dark Willow thôi, nhưng giờ không đáng. Đẩy về. Lần này đẩy về thì là ok hơn này. Nhưng bắn không ra. Nhưng mà bây giờ thì AP để làm gì? Tiếp tục stun nhưng mà nó không chết được. Nó có Bát Châu. Và bây giờ thì Poyo buộc phải bật BKB lên rồi, có disarm lại. DPK thì không ai cản. Trận này một con Buck King Slayer quá dễ chơi. King Slayer thì chắc là chết thôi. Đây là một con sắp 5 nên chết. Và đó là cái bạn PYW. Thực sự là anh muốn là Starfire nên giữ lại cái ultimate của anh ta để có thể dồn đam một người Medusa. Bởi vì con Medusa này giáp thì châu đấy, nhưng mà cái lượng kháng phép nó cũng chỉ là như một con hero bình thường thôi. Đúng. Nên là nếu mà anh ta có thể dí vào người Medusa những loạt đạn pháo bởi cái Mortimer Kiss thì lượng sát thương sẽ lên rất nhiều. Đây solo xong. Kill không có BKB. Đây chắc chắn là solo kill. Không cần. Rồi ôi. Vẫn là cần đến sự trợ giúp của DM. DPK đổi sang mục tiêu mới. Đó bật là BKB. Ori. Bật BKB. TP đi. TP. Ok. Nhưng mà anh cảm giác là TP bắt đầu dạo chơi. DPK bắt đầu múa rồi. Kinh lắm. DPK múa kinh lắm anh em ạ. Thật sự. Đây này. Gậy xanh rồi. Bây giờ đi có quan tâm DPKB đâu. Vào form vào tay rồi. Ui giời ơi. Đi đâu? Bạn muốn đi đâu? Giờ thì đi đâu? Không gì dưới chân à? Ôi, ôi chìm ngắn. Chìm hơi ngắn một chút. Chìm ngắn, chìm ngắn. Và đó thì nếu mà cái Blink đã cooldown xong thì anh ta có thể Blink vào và đặt một cái Fixer. Nhưng mà chìm ngắn quá. GBK đánh kinh quá anh em ạ. GBK đánh kinh thật sự. Và con lùa xa số. Anh nhớ là mọi lần nó hiện chữ kiểu first rồi là sao bây giờ không có nhỉ? Đây sao? Có một mạng nữa và đùa không vui thì DPK rất là căng rồi. Bây giờ rõ ràng là họ đang cần một cái gì đó để bắt được DPK. Con Buck nó đang búa kinh quả. Cái này thì nếu mà không stun được bằng stun DPK thì từ từ đã nào. Có đẩy về hết được đấy nhưng mà không có AP. Nhưng mà nhìn chung thì cũng quấy được Buck. Đấy. Quấy được Buck một tí, quấy được Buck một tí. Mời Buck hiện tại xem nào. Thân viên của team PC thì đang để 1, 2, 3 co đều có. Ba co đều có. Quan trọng là cả ba co đều có. Clock cũng như là anh chàng Starfire thì không. Casual TP quả đấy cũng được. Mình nghĩ là Casual TP quả đấy được rồi. Ít điều thì làm đấy. Bây giờ GBK mới về nhà, mất thời gian. Nhưng mà giờ thì làm sao để cản cho VP lên high ground. Câu chuyện đánh nhau trên high ground đang rất khó. Tại vì con Medusa này có đến 2 mạng. Tức là kể cả có cô lập được, có lấy được một mạng, nó vẫn còn một mạng nữa. Và một mạng của nó thì vô cùng khó giết. Đúng rồi. Đồ nào này bắn có rát lắm đâu. Thiếu đồ mà. Đây các bạn nhìn. Nghèo. Chứ không phải là thiếu đồ nữa. Nghèo rồi. Có một lời nhận xét thì chỉ có thể đó là nghèo thôi. Và thôi đi rồi. Không bật BKB. Bật làm gì đâu. Bật thì chết thôi. Không bật BKB. Và Medusa đang TP lên top cùng với rất nhiều người. Các bạn ạ, họ muốn đánh. Họ có mắt ở khu vực đồ nào đang đứng. Đi đâu đấy, đi đâu đấy. Máy bay à? Máy bay à? Jetpack, jetpack. Chặt nè. AP được. AP. Ôi, bị Silent. Silent đẩy về, đẩy về. Wow. Rất đông người. Nhưng giờ thì Echo ra. Nhưng mà lượng đam là chưa có. Kết thúc một lượt DY. Nhưng đồng thời thì vị trí của anh chàng DM cũng phải chết. O11. Ý tưởng là rất tốt. Thực hiện rất hay. Nhưng mà đồng đội thì yếu quá. Ui
Vâng, thấy đi cơ bé bắt trốn luôn, bắt mình sai lần rồi. Có một cái kẻ gốt. Và đuổi về hai người. Sao ta được không? Được đây. Không bắt được ai. Vâng, tình huống đó thì khi mà cái Glow Silent được cắt ra các bạn ạ, thì anh chàng Magnus đã tự giải cái Silent đó bằng một cái GGG. Nhưng mà sau đó thì sao? Khi mà ổn về được rồi, họ làm gì có sát thương vô lâu? Thực sự là cái việc mà con Clock chết trước nó quá tai hại. Nếu mà Clock có thể đứng từ xa và căn, tức là khi mà Magnus ủn ba người vào, bằng Clock đặt cho mình một cái hook shot thẳng vào, thì là bao bị stun xuyên BKB, xong rồi cock lại. Thế là Starfire đứng từ xa chỉ việc xả skill thôi. Nhưng mà không các bạn ạ. Thật ra thì pha đó mình nghĩ là đẩy con S này về cũng được thôi. Khi mà con Drow thì có BKB, có thể đỡ. Nhưng mà đừng đẩy gần quá. Ông này chuyên môn toàn đẩy gần quá. Thấy không? Dạ. Toàn đẩy gần quá. Nếu như đây là một con Sven đi. Ừ. Thì mình tin là VCK Vinh họ sẽ làm rất là tốt đấy. Nào DK không buyback nhá. Mà tầm này ăn một coi của Buck là chết rồi. Tầm này ăn một coi của Buck là chết. Là kiểu ông Eleven bị máy móc ấy, tức là anh ta có kỹ năng, anh ta làm cái chuyện rất là tốt, anh ta chọn timing xong rồi xử lý rất là ok, nhưng mà decision making thì GBK dẻo nhá. Dẻo quá. Đánh này. Đánh này sợ nhỉ. Một con Buck một trận đấu mà còn không chết mạng nào thì quan hiểu đấy. 809. Đúng. Sắp cốt line rồi. 8 là monster kill. Một con mắt được cắm ra khu vực rừng bot. Trong khi đó thì Buck đang cố gắng dí theo vị trí của Clockwork, nhưng lượng sát thương là không đủ. Clock, cái hook shot của anh ta phải thực sự chính xác để có thể bắt được Buck. Bây giờ cái hook shot của anh ta là phải cái sơ tát trước để cho DK để follow theo. Medusa lại TV ra và úi dồi ôi, chạm luôn kìa. Ôi. Trốn rồi chứ còn gì nữa. Gặp ba trốn, 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 trốn. Không trốn đâu. Khả năng cao thì là sẽ được đây. Đuổi lách một tí. Sẽ được. Medusa không đuổi đâu. Kệ. Đuổi đây. À đây rồi, về được rồi. Anh nghĩ là VC Gaming thì có lẽ là phải bỏ một cái bỏng lên để ít điều là bây giờ đợi cho cái khi đấy Git mất đã. Đúng. Khi đấy Git mất thì may ra còn hy vọng. Chứ còn bây giờ chầy cối đép, đi cây, chết một cái là thôi luôn. Thu luôn. Oliver cũng không có buyback. Trận đấu này khó lắm rồi đấy. Nào còn một phút, hơn một phút nữa. Còn Medusa nó đang đạt đỉnh mạnh rồi. Hơn một phút nữa thì là cái khiên sẽ mất. Thôi thì đừng nhá bạn ơi, đang nhá lại mất luôn skill nữa thì bạn đang nói chung là Oliver vẫn đánh được. Chỉ có cái là kiểu cái việc mà anh ta đáng nhẽ thường hay phải làm đúng không? Nhưng anh ta lại không được làm. Tức là đẩy về đội của mình để lực lượng có thể gọi là dồn đam. Nhưng mà đẩy như nào, cái vị trí như nào giờ. Chứ không phải là cứ đẩy về đâu. Kiểu tự nhiên pick một con Drow carry xong rồi khó cho người chơi Magnus ấy. Là bởi vì công việc bình thường nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà Sven thì lại không ăn được Medusa. Sven lại không ăn được Medusa. Thế nó phải tiêu. Bảo Sven ăn được Medusa đi. Không thể nào mà lết lại được so với cả Medusa thật sự. Sven đánh mà từ đầu thì có khi là lại là câu chuyện khác. Vâng, VP đánh rất cẩn thận các bạn ạ. Họ quyết định là đợi cho cái khiên hết và sẽ là có lẽ là Corusan số 3 chắc. Không. Đang đấu một chút. Khó chịu nhỉ. Khiên thì mất rồi. Đánh xếp thôi. Rồi game này thắng rồi, đánh xếp thôi các bạn ạ. Có gì đâu. Game này thì ban Slug rồi các bạn ạ. Chứ không thì tôi nghĩ là chuyện Quick. Chứ tội gì ở Vic Drow. Vừa Clock đang đứng kiểu là bắt và sổ vào một cái là ăn ngay một thứ đấy. Lại đẩy được một người về. Đó là Duck Willow, ok. Không có cửa thở luôn đấy. Chính là bây giờ nếu mà con Medusa ủi vào trong Fountain ra. Dạ. Anh nghĩ được hơi xa, hơi xa, hơi xa, hơi xa. Hơi xa. Bây giờ mà là con Mắc Nước ngày xưa đi, xong có thêm con Mọc Flink nữa thì em nghĩ trận này có thể. Chứ còn trận đấu này thì để em bảo The Row first up nhá, hay là như nào? Tạm thời thì những cái buyback nó vẫn là chưa có. Drow thiếu một chút. Bị cây cooldown. Drow đã đủ.
rõ ràng là VC Gaming họ không nên đánh. Rất khó các bạn ạ. Trừ khi là họ bắt lẻ được 1-2 người. Chứ bây giờ anh nghĩ là cú bắt tổng gần như là không thể. Tại vì bây giờ Gaming coi dựng chân lại, Medusa dí vào bằng Stone Gate chết chay. Chắc chắn 100%. Jetpack bay trên lên trời này. Ok. Vẫn đang chờ con Medusa. Vẫn đang chờ. 2 phút nữa DDK có buyback. McDonald's. Nhưng mà vấn đề là họ thiếu tiền. Đúng. McDonald's lại còn đang cố gắng lên một cái Heaven Harvest. Và tôi thấy một tiếng smoke đến từ bên phía của VP. Nào. Có cái smoke để bảo kê Medu đâu. Medu đứng đâu thì họ đứng đó. O'Levin thì chỉ có canh canh ở đây. Cứ thấy đằng nào sâu ra thì lại ủ lên. Bất kỳ cái tên nào. Bắc thì càng tốt mà. Đẹp nhất là Medu, nhưng mà đẹp nhất là Medu. Medu không dại gì mà đi vào đây đâu. Đây này, đây là cái khoảng chết các bạn ạ, chắc chắn. Medu khó bắt lắm ấy. Chỉ đủ có may ra thì thoảng có ông này di chuyển vào. Đó. Có bạn bảo là kéo over 39 đi, giờ này mà không over 39 nữa thì 38 rồi, 39 nữa. Chả hiểu là bạn xem với ta kiểu gì luôn. Như nãy thôi mà không ít nhất là phút lên cũng phải được 45 giây đúng không? Làm gì mà nhanh đến thế? Người ta còn ít nhất là 7 giây 45 mà bây giờ không over 39 được thì bình tĩnh nhanh em. Người game phải bình tĩnh đi. Không tìm nổi GBK thật sự các bạn ạ. Khó. Phải cắm những con mắt cao. Ủa, chỗ nào cũng có mắt của VP. Đi qua làm gì đấy? Đi mở map kiểu này luôn á. Sợ thế. Trông đi mở map trông. Trông đi mở map kiểu bù loa dã man ạ. Với ông này thì chả nhìn thấy cái gì cả. Trông quả này một con dân 50 thịt là cái chắc chắn luôn. Chỉ để chết. Roshan. Ui, Roshan 8 giây. Hả? Sao một con Roshan ủng hộ cho VP các bạn ạ. Mặc dù là thôi trận này thắng rồi. Ủng hộ gì nữa. Roshan 8 giây. Đồ đặc của The Round trông khác gì cái thể lao nhà đâu. BKB hơi cái bài Mata hết. Hai ông VC thì không có buyback. Đầu nào cũng Odin rồi. Odin đồ rồi em ạ. MKB. Nó mua cái gì nhỉ? À đâu? Tờ Fly. Fly á. Bất tờ Fly tức là một là mình bắn nó chết, hai là nó bắn mình chết. Ừ. Chứ còn không có đồ hồi máu. Máu được 2500, 2600. Bây giờ nếu mà VC thua một cú bắt là thua luôn, GG luôn. Không có đánh đấm gì cả các bạn ạ. Họ đang Odin đồ. Đầu nào thì quyết định là lên thêm cho mình một cái butterfly để bắn cho nó nhanh. Cũng như là Medusa bắn sẽ không rát nữa. Divine có tác dụng gì đâu anh em. Divine chả có tác dụng gì cả. Không sống được, không sống được có để sống mà bắn đâu đấy. Mà cầm Divine. Bây giờ cái con Medu này nó bắn cho rát lắm. Roshan thì có rồi, nhưng mà VP không vội. Họ rất là bình tĩnh, họ biết rằng là mình đang là người kiểm soát thế trận. Họ được quyền lựa chọn. Khổ nhờ. Đồ thì Odin. À có quýt bên này. Đồ này ngon. Đồ này ngon cho Drow. Nó đánh theo phần trăm mana. Chính xác. Đùa có ông rồi này vẫn nghĩ là Divine có chu strike. Xóa lâu rồi bạn ơi. Xóa lâu rồi. Anh em nên cập nhật meta nha. Chơi game đi anh em. Chơi game. Chơi game nhiều hơn một chút. Có lẽ là game này khó. Quá khó rồi. BK có buyback. McDonald's không có. VC Gaming quyết định smoke. Đánh low à. Hai ông này định cướp đâu xa đó. Uầy. VP không ăn luôn. Rất bình tĩnh. Cảm nhận được sự nguy hiểm không? This will do just fine. Radiant's bottom tower is being subjected to extreme violence. Nào, DY, muốn một lần làm innocent chăng? Có thể. Ui, lộn rồi. Can lộn rồi. Quá. Bay trên trời, nhưng mà clip thấy rồi các bạn ạ, thôi xong. Và thế là hết. Radiant vì luôn, nhưng mà sao cũng chưa. Bắc đang bắt được một người. Đó là Snapfire. Nó chỉ là godline rồi thì BK đó. Không có gì quá nhiều để xem. Nào. Để xem là VC Gaming có thể giữ được cái tinh thần đến bao giờ. Đúng. Anh nghĩ là với một team tàu thì họ cũng muốn thử đúng không? Thử. Thì mắc nước mà cho Fountain. Cho Fountain cho Fountain các bạn ạ.
ngọng lắm rồi đấy. Còn cái kèo đâu? Bây giờ mình là bác đớt. Ấy, sâu tan. Làm gì đi? Beat out, bật Fortify hơi sớm. Whispen, wow, đốt được rất là nhiều mana. Đúng, nhưng mà không được. Có thể đây là cách. Ủ tiếp. Ô Devon ơi. Ui. Này, đẩy vào này. Hay này, tắt được rồi. Nhưng bây giờ thì gì? Bây giờ thì chết. BKB lên. BKB. Đây rồi, bật được lên. Nhưng mà vấn đề là bây giờ có AP. Ủ tiếp. Tiếp tục bắn. Không có. Đang cool down, đang cool down. Cool down mất rồi. Bắt Poyoyo chết rồi. phải ủn vào trong counter được một lần nữa, nhưng bây giờ thì lava tan có ulti tới từ vị trí của PYW và bây giờ BKB lên tới từ cả con rồng này, nhưng nó đang thì green coi và con bắc thì nó cứ búa liên tục trong combat thôi, nó có ngại ai đâu. Tiếp theo sẽ là người nằm xuống mang tên O11 và Ori không thể làm gì hơn nữa rồi, cái chết sẽ dành cho anh ta, đó là mạng của sếp. Vẫn lì không lì được nữa, căn bản là Medusa giờ thì giết bằng gì nữa. Vâng, vứt lì các bạn ạ. Và VP lại đi về. Đi về đó. Ờ. Về xong lên top. Vẫn muốn đánh một cô bát nữa, ok. Anh nghĩ là ít nhiều thì cái tinh thần của VC Gaming là chấp nhận được. Lì các bạn ạ. Ờ, như nào? Bếp đến chết. Bọn tôi không có gì. Lúc nãy thì Drow thiếu 200 tiền thôi, 200 tiền để buyback. Và thực ra nhá, anh thấy họ đã tìm được cách để kết thúc con Medusa. Tại vì tầm này Drow cũng bắt đầu là kiểu cái lượng sát thương nó cũng nhiều ấy. Em thấy bắn bắt đầu giáp mà. Đúng rồi, chẳng qua anh ta không có đủ thời gian thôi. Ai cầm cái Witch Bane đấy? Cầm Witch Bane thì là... Ở đâu nhỉ? Ơ, Witch Bane không cầm. Có một cái item bắn theo. Thôi cái này cũng được, cái này có đam bay. Cái này có đam bay. Đam bay con này to mà. Đam này con này khoảng tầm 3 lốp. Và cái này là 16 à 20% đam bay. Ok. Được. Nào. Họ còn một cơ hội cuối. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao Drow lại không giữ buyback. Tại vì lúc ấy anh ta có thiếu 2 lốp. À, anh ta mua cái butterfly. Thật. Thì bán bố cái pha cực bullet đi. Bây giờ bán cái đấy được 5 lốp. Làm gì nữa? Ừ. Bây giờ rõ ràng là giữ buyback. Khi mua cái mặt nạ hút máu dởm có khi ngon hơn. Có hơn không, đúng không? Thật. Tự nhiên đi giữ một cái phần blade cộng được tí đam. Vâng, nãy giờ là O11 là gồng lắm rồi đấy. Cái con mắc đất là nó là gồng kinh khủng rồi đấy. Vâng, một tiếng smoke đến từ bên phía OVP và mình nghĩ là bây giờ chỉ cần đi cây chết là GG. Và GG đó. GG thôi. Nhanh nhở. Mình vừa nói xong ấy. Đâu thì thua vậy. Đâu thì các ông làm gì làm đi. Ở đấy lại đẩy vào. Cóc lại đẩy ra. Không còn global nữa nhưng DK lại búa rồi. Có đam tới từ cái tên PYW. Nhưng bên trong thì ăn coi. Và giờ thì Drow bắn ai đây. Dí vào người như này thì bắn ai. Và Drow bắn chết em người. Nhưng bị gì đây thì chết. Bài bách ra. Ui. Tiếp tục đánh. Vâng. Thực sự là mình nghĩ là cái tinh thần của VC Gaming phải nói nó rất là sắt đá. Phải tôi thì tôi có GG rồi. GG rồi anh em ạ, GG rồi. Quá lì đến từ các thành viên của VC Gaming, nhưng mà chiến thắng vẫn thuộc về bên phía của Vitas Pro. Mà sắt đá thật sự đấy. Phải mình thì họ GG lâu. Em ơi, cái L3 đúng chưa nhỉ?